Boomerang. Cái boomerang này chế cũng dễ các bạn, fiber gỗ với lại cát á. Được, mình sẽ học cái boomerang này. Thì video tập trước á, có nhiều bạn bảo mình là sao không sử dụng cái boomerang này các bạn, để bắt thú á, cho dễ á. Thì để tập này mình chế tạo thử, rồi test thử á, coi nó dễ không. Fiber, cát với gỗ á. Để đây, tập này chúng ta lại tiếp tục các bạn, mấy game ADK mình nha, series map sa mạc các bạn. Nhiều bạn nói với mình là kiểu coi cả tiếng đồng hồ á, chỉ để xem mình farm được cái yên cho con Raptor các bạn. Rồi, mấy ông giỏi thì bay vô để chơi đó các bạn, nhưng mà thử bay vô đi các bạn mới thấy cái độ khó của game. Nhớ chỉnh chế độ khó nha, rồi chơi thử ơi, không chết cho mình xem nha. Đấy, khó má ơi luôn các bạn, khó như đời tới. Mình chơi vậy là kiểu mà nó đỡ ăn hành lắm á, chứ các bạn khơi khơi vô ăn hành sắp mặt. Đây, để mình farm một mớ cát các bạn, để chế thử cái boomerang đó thử không. Với lại hiện tại giờ là mình đã học được cái công thức chế tạo cái yên cho cái con đuôi Kuros các bạn. Nhưng mà vẫn thiếu Metal and God đó. Tập này là cố gắng đi xa tí để chúng ta farm Metal and God đó. Rồi, còn thiếu 15 fiber đó. Farm ít một vì thế là kiểu mà farm muốn lòi mắt thôi. Nhưng mà kiểu sau này có khủng long farm rồi, mọi thứ nó sẽ dễ hơn á, nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Tại đầu game là kiểu mà mình phải farm tay á, nó hơi cực. Rồi, mình chế tạo được một cái boomerang nha các bạn. Để tí nữa test thử rồi. Rồi, chúng ta lên đường luôn ha. Để coi hướng nào có nhiều metal thôi, các bạn nghĩ hướng nào có metal. Giờ mình sẽ đi thẳng luôn đi. Hiện tại giờ là 6 giờ 47 các bạn. Trời sáng dễ dễ quan sát kiếm metal á. Chứ hôm qua là đi ban đêm khá là khó kiếm à. Rồi, ở đây con rắn. Đi ta boa. Ôi, chó sói các bạn ơi, chó sói. Làm luôn. Wow, các bạn có cảm giác là cái con Raptor của mình nó khá mạnh không? Sao thấy để chỉ số mặc định mà thấy nó mạnh vậy rồi. Mình thấy là con Raptor của mình nó khá mạnh luôn á. Ô, ở đây có con Tony con nào. Dạ, tới công chuyện chứ đâu. Rồi xong. Lụm luôn. Ui, hai con Tony luôn bạn ơi, hai con Tony con luôn. Ngon luôn các bạn ơi, một cặp luôn. Đúng là game này không có biết chơi trước được ngày mai ra sao các bạn. Đâu ai hay được chứ ngờ đó thấy không? Vừa mới vào game cái giàu luôn các bạn. Có được một cặp Tony luôn à. Đi nào đi nào. Hai con này level 75 nha các bạn. Quá ngon. Để tạm thời mình đem nó về đi rồi xong rồi chúng ta lên đường đi tiếp. Ơ, gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Thằng ạ. Thằng mắt dài con chó sói. Ơi ơi ơi. Bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi, level 35. U là trời. Giết quỷ này đi. Giết quỷ này có mấy da mấy thịt thôi các bạn. Nó cắn đau má ơi luôn. Mà nó giết chết ngắt cái con thua đi mà luôn. À con sói con, con sói con, ngon 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 ngon. Rồi đời biết đâu chứ ngờ đấy các bạn ơi. Nữa. Rồi có chó sói đi là cũng hơi bị xịn nha. Không sao không sao. Đổi con Tony Dragon lấy con chó sói cũng được các bạn, dù sao mình vẫn cũng vẫn còn một con á. Về nào. Con chó sói là kiểu khỏi cần yên nha các bạn, level 35 là đi coi bộ ngon hơn cái con Raptor á. Về về về.
Vừa mới ra khỏi cửa là có chiếc lê phẩm này các bạn. Wow, tập này kiểu mà khởi đầu thấy khá là tốt đó. Rồi rồi rồi, nhìn từ phía xa xa thấy có con chó sói đằng này nữa các bạn ơi. Đây có thanh niên chó sói đây nè, dám con chó sói hồi bữa lắm các bạn. Nó con hồi bữa là chứ không đâu chứ. Rồi bão cát tới nữa. Lên đây, qua lên đây. Vừa mới vào game cái dính bao cát nữa đây. Khổ thiệt chứ, không đi đâu được. Thôi, tạm thời ở nhà tránh bão luôn ha. Cái boomerang này lên tí nữa chúng ta test. Tranh thủ pha một mớ flint các kiểu đó bạn, cái lại đá được không? Mình mở rộng cái nhà mình ra được. Bây giờ kiểu mà bão cát gì không có đi đâu được luôn. Tranh thủ thời gian này thì các bạn nhớ kéo xuống cái like subscribe mình tiếp các bạn. Để có động lực làm nhiều tập cho các bạn xem nha. Rồi, có mớ thành chưa người mấy con này các bạn. Ôi cái con Tony nó sắp sửa kiểu mà lớn luôn nè các bạn. Rồi gần lớn luôn nha các bạn. Nhưng mà hiện tại giờ là nó đang muốn ăn cái thịt cút kịch mít cherry nữa các bạn. Đạo đâu ra cho nội. Cái thịt này là hình như là thịt cù nướng các bạn. Không có rồi bò ơi. Còn mày sao đây? À thằng này muốn ăn menzo berry nha các bạn. Được menzo berry thì tao có. Đó. Rồi team retail lên được 50% nha các bạn. Khá ổn đó. Rồi con này nó lớn luôn nè. Nhưng mà để có được cái yên Tony Dragon là cũng hơi bị khó. Rồi chúng ta phải chế cái clay các bạn. Nè clay nè. À clay ở trong map này cũng dễ mấy ông ơi. Cần cái sáp của xương rồng không? Với lại cát. Được được, map này nói chung là chế tạo được. Đây map này là phải chế bộ giáp đi sệt nha các bạn. Bộ giáp đi sệt này kiểu mà nó chống được cái bão cát nè. Nó đỡ khổ hơn á. Đây, let's go. Mình dẫn cái con chó sói theo thôi ha. Đi 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 đi. Wow, bão cát rồi. Yeah. Ôi, con đuôi với lại cái con Sabotus các bạn ơi. Con Sabotus nó đang tấn công con đuôi kìa, lẹ lớn con, lẹ con, lẹ con. Ừ, đủ lớn chưa? Mày hay lắm. Ây da, như vậy vẫn chết bạn. Ui, con Sabotus nó tới level 85 lần. Rồi không biết kêu mày cho sói mình chơi lại không. Nhỏ mới lớn chưa đủ kỹ năng gì hết là phải lao ra chiến đấu rồi. Chắc đi luôn á. Chắc chết ngắt luôn á mày. Hy vọng đừng chết nha. Rồi còn sống các bạn ơi, đỡ quá vậy. Rồi nhặt lại được túi đồ của mình rồi. Wow, máu con này lên tới ngàn mấy các bạn. Lẹ lẹ con, lẹ con. Trời ơi. Ừ. Bb
nó mà còn gáy nữa. Wow, mình cho sói này kiểu mà đam khá là to các bạn. Đó, để mình cho nó ăn mấy cái thịt đó. Ồ, con này tới 140 nữa các bạn. Giết rồi. Châu kinh dị thật sự các bạn. Thấy nó đỏ mình á, cái mà nó châu. Má ơi. Rồi, 600 mấy máu nha. Nói chung là cũng khá ổn đó. Giết con này. Đi con này mình cảm giác cứ mà tự tin hơn con Raptor nhiều luôn. Rồi 800 mấy máu, phải re. Gì vậy? Con chó sói này như là nó phát hiện ra được cái gì dưới này đó mày. Kiểu cái chữ thập màu đỏ đó là sao đâu. Đi luôn ha. Sói này phóng đã các bạn. Stamina. Kiếm đường lên núi. Mình nghĩ mấy cái me tò chắc là nó ở trên núi. Nó stamina nhanh gì. Đi tiếp nha bạn. Rồi phải chừa chừa mấy stamina lại các bạn ơi. Đi từ từ thôi. Để giống ai gặp mấy con người đá còn sởi được. Em thôi giống hôm qua kiểu hết stamina là khóc luôn á. Này có con chó sói nữa nè bạn. Đây mình vớt nó luôn. Thế giới đầu kiếm mấy cục metal khó quá vậy ta. Nhìn không ra mấy cục metal luôn bạn. Này phải metal không vậy? Rồi, ở đây có mấy con bướm bướm nữa. Trong map này có thể bắt cái con bướm đó để bay được các bạn. Nhưng mà hình như cái yên con bướm đó là cũng phải cần metal để chế tạo cái yên á.
sai, con bướm rồi. Con này quăng bola đấy các bạn. Xíu không ta? Chết luôn các bạn ơi. Mình không biết là kiểu cái bola này, ủa cái boomerang này kiểu mà quăng nó lên tu bò không nữa. Rồi giết luôn, chúng ta có được một mớ mấy cái bông nữa các bạn. Cái này là phải về chế tinh ngủ à. À, hai anh kilo cấp độ 10, có con baby. Chuyến này hầu như là mình đi xa lắm luôn các bạn. Tôi mới chịu. Trên này mấy nhóc trong đồ gì. À, trên người con sói này có thể là sử dụng vũ khí đó các bạn. Được. Sau này kiểu mà mình có thể ở trên người nó bắt cái con đại bàng á. Được đó. Nhưng mà metal đâu, trời metal đâu vậy, không thấy một cục metal luôn anh ơi. Con này level mấy đây? 95. Đấy, mình có thể bắt cái con khủng long chứa nước này kiểu sau này cho nó farm trái cây được các bạn, để dành chế tạo tên ngủ. Đi coi. Ok, con này được cái di chuyển cũng nhanh đó các bạn, khá nhanh đó. Đây 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 đây, metal metal. Trời đất ơi, trời mừng quá. Đó, được được nhiều cục cũng được các bạn, đỡ khổ liền. Khó kiếm má ơi luôn các bạn ơi. Nhưng mà ít nhất là cũng đã có hy vọng các bạn. 4 cột. Rồi tìm xung quanh đây. Một cục một duy nhất luôn anh. Trời đất ơi là trời nó hiếm dở lắm anh ơi. Khó lắm mới thấy đường cục á. Xuống luôn cậu. Con này nó tấn công lại à. Ê, ê, thời tới nữa rồi, thời tới nữa rồi anh ơi, được được quá vậy.
Trời ơi tự nhiên bị kẹt. Thôi thôi nó thôi. Thời tới thời tới thời tới con này farm dữ lắm. Yeah. Rồi. Rồi không chuyện nữa. Mình chơi toàn bắt baby các bạn. Nói chung là bản game này có mấy con baby này cảm giác nó dễ thở má ơi luôn. Cách 900 mấy mét. Hy vọng là đừng có gặp mấy con kiểu người đá nữa bạn. Người đá đâu là ối à. Mấy con kiểu bình thường thì mình còn bảo kê nó được. Đây 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 đây. Sabotut. Đây là đây cắn tao trước này. Cắn mình không cắn đi cắn mày nhỏ rồi. Dạy chứ. Đi 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 con ơi, đi con ơi. Hai trăm mấy máu rồi. Sao vậy không thấy lên gì luôn các bạn ơi. Anh sắp lớn rồi nè bạn, hàng chi anh đi nhanh quá ơi luôn. Thôi còn sao mình nghi hôm qua là cái con người đá nó ở đây quá. Bắt siêu nghe con. Nhanh thôi ta. Dẫn hai quỷ này về cũng khá là nhức mắt các bạn. Rồi hướng về đây rồi các bạn. Ơi lẹ lẹ con ơi, lẹ con ơi, lẹ con ơi, lẹ con ơi, nó nhớ mà, mình nhớ mà. Yeah, tính ra kiểu mà gì là quá ngon các bạn, khá lên luôn á. Mặc dù mình vẫn chưa farm được nhiều metal á, nhưng mà có hai con này cũng đỡ rồi. Từ tính metal tiếp. Này, thằng nào cắn được, thằng nào cắn được. Tiến. Đây, về mấy con này. À, hôm trước các bạn bảo là có cái con Ankylo Baby kiểu mà mình giết cái con mẹ các bạn, còn con Baby ở gần đây nữa.
Để tí nó quay lại kiểm tra thử. Rồi giờ ra là chúng ta có cá đóng các bạn. À, còn khủng long chứa nước nó cũng đã bự rồi đó. Ok. Đây, thì mình kiểm tra thử cái phần yên ha. Rồi, yên con này là không có cần metal các bạn. Rồi, yên có cái con kangaroo đó thì cần hơn. Đây, yên của em nó đây, da, gỗ với lại fiber. Da nè. Gỗ với lại fiber. Fiber pha bằng tay cứ đúng cực luôn anh. Rồi, chúng ta thiếu 30 gỗ nữa. Đây, có 4 cục metal các bạn. Dữ lắm mới có được 4 cục metal nữa. Thấy tí nữa chắc mình đi hướng xuống như này quá. Chỉ cần farm được cái cúp sắt á, chúng ta kiếm được metal dễ à. Có cái cúp sắt kêu mà chặt vô metal nó nhiều hơn á. Còn giờ cầm bằng cái cúc đá này nó cực má ơi luôn anh. Rồi. Chế được yên con đó thì nó sẽ giải quyết cái bài toán farm trái cây các bạn. Rồi chúng ta sẽ chế được tên độc. Đây. À, có được tên độc thì đi bắt đại bàng các bạn, đi farm cho dễ. Vậy đi ha, mình mang theo hai cái cúp này. Đó, có yên cho em nó nè. Ok. Rồi đặt mấy con này ở cái trạng thái nu trò các bạn. Đây coi con nào tấn công thì nó giết luôn. Đó. Đó. Rồi xong, giải quyết được phần trái cây luôn rồi. Như con này nó farm gỗ được luôn mà. Đó, có gỗ luôn nè, ngon luôn. Khỏi có cần đi chặt tay không nữa mày. Đây, ngon. Quá ngon. Thời tới các bạn ơi, giàu rồi. Farm gì chưa từng được farm luôn mày. Trái đó đi không, chủ yếu là cần trái đen thôi, ban đầu mình chỉ cần trái đen thôi. Rồi có gỗ với lại tháp quá ngon. Rồi, rồi chắc là mình phải chế cái máng thức ăn. Ui cái máng thức ăn tốn quá vậy, cần tới 8 metal các bạn. Metal giờ đối với mình nó quá xa xỉ đi.
45 miếng thịt thôi. Đây, mình phải chế tên độc ha. Với lại cái rồi, chế cái cối này để làm mấy cái nạc của tích. Rồi, được cái 45 nạc của tích đó bạn. Tới công chuyện luôn không rồi. Nữa mình thấy là kiểu dòng gió lại lên nữa đây bạn à. Chế thêm cái tủ nữa, chế thêm hai cái tủ nữa bạn. Chó ra đi nè. Tên nha bạn, lên đường đi tiếp nha. Dòng gió bão bùng giờ là mình cũng đi luôn. Bây giờ đang trời sáng rồi. Kiểu đừng có bị nắng nóng các bạn, với lại bị lạnh quá là được. Còn mấy cái dòng gió này là không gì các bạn, không gì có thể là cản bước được mình nữa. Hướng lên đó đúng không? Ồ trời, các bạn thấy sói nó bay xa thấy ghê không? Không một phát các bạn, xa má ơi luôn. Đây, à, đi lên hướng trên đây đi ha. Bên đây kiếm mẹ tỏ. Sợ nhất là mấy con raptor này kiểu mà nó cắn nó gắp mình xuống các bạn. Gấp xuống rồi cứ thở oxy liền. Có stamina. Đó, trong lúc đợi hỏi stamina mình cho nó ăn thịt luôn. Đây không có me tò thật sự luôn. Me tò như kiếm gì đâu mà nó khó tìm như đây đó. Mình đang hướng trên cao cao trên đó thử. Thank you.
mình lên hướng trên cao cao trên đây thử coi. Cái chỗ đây là cái khe cứ mà đi vào cái hang động đó bạn. Ai 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 ai. Nhớ là như là ở trong cái khe này cũng có metal luôn. Rồi giờ khoan đi. Này đi vô cái khe đó kêu hồi không biết đường ra nó mệt. Xuống luôn quá mày. Xuống mình khám phá cái hàng được luôn. Ấy da. Cục máu chắc. Xuống luôn hả? Sợ gãy vỏ anh. Kệ đi. Trừ siêu máu thì hồi lại. Rồi, chúng ta vào trong cái hang này anh. Cho sói bay vô không được rồi. Ác vậy, ác vậy. Không vô được các bạn. Ở trong đó nó có cái ghi chú nữa kìa. Có điện được cấp, lên cấp nhanh đó. Đây nha bạn, không gì có thể làm khó được mình đâu. Rồi, để thử tôi có thể phóng qua được các bạn. Không được nữa là nghỉ luôn á. Hồ cao dữ vậy. Đó. Không gì có thể cứ mà cản được bước chân của mình đó bạn. Đi nào. Lên đây con. Đấy, thấy không? Đơn giản vậy thôi các bạn. Đây là cái hang đi lấy cái anti-fact đó rồi. Chủ yếu mình vào đây để farm metal. Không thấy metal gì nữa.
rồi lọt ra ngoài luôn á. Thằng này thì da rất là nhiều, ố lông rất là nhiều ha. Hả? Oh my god. À đồ. Tính ra cái hướng này là kiểu là đi ngay nhà mình lúc ăn. Phải chướng vậy. Phải chướng không? Đi tiếp nào. Vô lại các bạn. Đến ra cái lối vào hang là ngay chân nhà mình luôn á các bạn. Hiện tại giờ mình cũng không dám đi đâu, cứ mà xa xa cái nhà các bạn. Rồi, lọt vô trong cái hang nữa bạn ơi. Mình có nên đi vô hang này không ta? Sao thấy ghê quá vậy? Ở đây là mấy cái oxidant hay gì nữa bạn ơi. Hy vọng là có metal nha bạn. Oxidant. Mình chỉ muốn kiếm metal thôi. Sao vô đây khó chịu quá vậy ta, sao đây cứ mà màu mè nó cứ bị chói chói cái gì vậy. Thôi chắc là mình không đi vô đâu bạn ơi, không chịu nổi đâu. Là sao cái hiệu ứng nhức mắt quá vậy trời. Rồi thôi lên các bạn ơi, nó trong cái hang nó nhức mắt muốn chết đi được. Mình chỉ muốn tìm một ít metal thôi. Đi, chắc đi hướng ra các bạn. À mình biết tại sao mà cứ nãy vô trong cái hang nó chói quá chói các bạn. Cứ do mình đang bị nóng. Ba con Sabotus tốc độ 40. Bắt ba con này thì thôi vô bắn luôn các bạn ơi. Đẻ một quốc gì mà ba con như vậy. Đẻ lắm thế. Oh.
Giờ muốn pha metal chứ phải đi hướng khác nữa. Rồi. Rồi, dẫn thêm 3 thằng trẻ em này về nữa các bạn. Quá trời, kiểu mà mình đang bị say nắng các bạn. Thế là nó trốn quá trời luôn. Nhìn hết thấy gì luôn à. Vì nãy chưa vô hang kiểu mình muốn mù màu luôn. Trốn thật sự. Đó, thêm 3 em bé gia nhập đội hình nha các bạn. Trời ơi, mấy tộc này tôi bắt gì dữ vậy thầy. Quá trời luôn các bạn ơi. Rồi, cho mình tự sát cái đó. Nắng gì mà nắng nóng thấy sợ luôn. Nắng gì mà nắng kêu mình chịu không nổi luôn. Ôi ơi, mấy cha báo rồi, Rồi rồi con, ui, nóng quá vậy, nóng. Xem tí nữa chết cả đám hết rồi mày. Báo thiệt chứ. Ham ăn xác mình dữ lắm. Bỏ đói với thanh niên này đâu mà nó ham cắn xác mình thì ghê. Rồi, được thêm hai mấy thịt nữa bạn. Bỏ vào đây. Đây, thêm một đống nữa ha. Rồi, có tinh ngủ rồi, mình có thể là bắt được mấy con kiểu đại bàng nữa bạn. Đi tiếp nào. Ôi, sương sương nãy giờ chơi cả tiếng các bạn, ghê vậy. Mình đi xa xa tí nữa. Đôi baby nữa. Thằng này mình sẽ đi xa hơn á. Để đi kiếm metal. Tại cái bản game này kiểu mà nó mới các bạn. Nó làm lại á, cái phần metal khó nhìn quá. Cảm giác nó cứ bị trùng trùng với lại mấy cái đá thường á. Thôi cảm giác mình kiếm mấy metal cảm giác nó khó chịu quá.
Rồi bước ra mấy khu vực này lơ mơ gặp cái con kia các bạn, cái con khủng long mới á. Như mình hình như là đang đi lộn đường hay sao đó các bạn ơi. Để la là nên đi lên mới đúng á. Rồi mình lại đi xuống. Cái gì không có rập me tồ chứ. Trời lỡ đi rồi cứ đi luôn các bạn. Thôi còn đúng không? Đây, đây làm mấy vô la bắt cái con bướm này thử coi. Level 10. Map này kiểu cưỡi con bướm này đi tìm metal cũng được, nó cũng đỡ khổ hơn. Con đó có level 10 hơi thấp. Tập này cứ mà mình cũng bắt được khá là nhiều con này nhưng mà vẫn chưa được kiểu chưa tận dụng được gì ha. Chưa làm được gì luôn. Giờ phải có yên các kiểu rồi mới khá lên được. Xuống như này nóng quá. Thế giới gì đâu kiếm mà mẹ tổ khó như là đấy. Mình thấy có con bướm bướm phía trên. Đây vô mấy đây? 20. Ngon. Ngay con Terabot nữa rồi. Ây à, T-Rex bé ơi. Cho sói mình làm lại con T-Rex không nữa. Nó giết chết ngắt con Terabot Baby luôn.
chơi không lại các bạn ơi. Ta hồi máu cái đây. Rồi, hồi full cây luôn ha. Quay lại trả thù nè. Bỏ luôn đi bạn. Giết nó cũng đâu có được gì đâu đúng không? Mình bị say nắng quá trời, cái map này say nắng quá. Cái này cái cảm giác nó hơi bị bế tắc các bạn, do kiểu mình không có kiếm được metal, không có thấy metal ở đâu hết, để kiếm cái con bướm bướm mới được. Mình phải farm được metal mới lên thời được. Rồi, phía trước có con bướm bướm nữa bạn. Hai con luôn, hy vọng là kiểu mấy con này level cao cao tí á. Chứ giờ là mình quá trời say rồi, say nắng dữ lắm rồi, gần tới nhà luôn ha. Để bên luôn. Xây này là hết thấy gì luôn các bạn. Cái này level mấy vậy? Gãy. Hay không anh? Gì mà chưa xỉu nữa. Em mà nó còn chưa chịu xỉu nữa em. Rồi xỉu rồi. Đó rồi. Đây, xíu trên đây ha. Rồi, chờ đợi thế các bạn.
này thì chắc là mình kết thúc ở đây quá. Mười lăm phần trăm nha bạn, mình kiểm tra thử cái con này thôi. À yên của con này kiểu cũng không có cần metal ingot các bạn, trời ơi biết gì ngay từ đầu kiểu mà bắt nó được các bạn, bắt nó xong rồi chúng ta làm cái yên á, bay đi tìm metal cho dễ đúng không, chưa kêu coi cởi chưa kiểu kể cái con chó sói này đi tìm metal cũng ba trận luôn rồi, với lại bị say nắng liên tục luôn. Nè cái bạn mới này kiểu say nắng nhìn đúng khó chịu luôn các bạn, mặt ba ơi luôn. Thôi rồi video tập này chắc mình tạm dừng đây các bạn, tập sau mình sẽ kể con bướm bướm này không? Đi farm metal mấy không, đây cũng kế bên nhà mình nè, kế bên nè, nhưng tập sau là sẽ khác nha các bạn, có được thú bay rồi mình sẽ đi bắt còng ha, đi bắt còng rồi chúng ta sẽ hướng tới cái con khủng long mới các bạn, chủ yếu là bắt mấy con khủng long mới à, chứ đi farm gì phải đúng phê luôn á.